Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là chụp ảnh màn hình và quay video màn hình con điện thoại Oppo A58 này nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi thông tin con điện thoại này. Đó, đây con Oppo A58 này, nó có cái modem là CPH2577 này, đang chạy phiên bản Android 13 này. Đó. Bây giờ để các bạn có thể là chụp được ảnh màn hình đấy, các bạn có thể là sử dụng được phím cứng nhá. Đó là các bạn sẽ bấm đồng thời cho mình nguồn và giảm âm lượng nhá. Đó, các bạn bấm rồi nhả ra cho mình. Các bạn bấm đồng thời cho mình nhá. Các bạn bấm rồi nhả ra này. Đó. Thì chúng ta đã chụp được ảnh màn hình này. Các bạn có thể là chọn vào. Thì các bạn có thể là chỉnh sửa nhá. Đó, các bạn có thể là chỉnh sửa này, có thể là cắt xén này. Đó. Đó, có thể là chọn này, ví dụ các bạn có thể là đánh dấu này. Đó. Rồi nè, các bạn có thể là chỉnh sửa nhiều hơn bằng cách là chúng ta sẽ chọn vào là tùy chọn chỉnh sửa này. Đó, thì nó sẽ mở được ra cái trình chỉnh sửa ảnh của điện thoại Oppo này nhá. Đó, thì vào đây thì các bạn có thể là cắt và xoay này. Đó, các bạn có thể là chọn vào đây, các bạn có thể là xoay ảnh của chúng ta đi này. Đó, đó mình sẽ quay trở, xoay trở lại nhá. Xoay này, rồi các bạn có thể là cắt xén này. Đó, ví dụ ở đây các bạn có thể co để cắt xén này. Đó. Rồi các bạn bấm tích chọn này. Rồi các bạn có thể là điều chỉnh này. Đó, ví dụ điều chỉnh về độ sáng này, tương phản này. Đó. Rồi các bạn có thể là chọn bộ lọc này. Đó, các bạn áp dụng những cái bộ lọc này vào chẳng hạn này. Đó. Ví dụ bộ lọc tươi mới này. Rồi, rồi các bạn có thể là đánh dấu này. Đó, ví dụ là các bạn chọn bút dạ này, các bạn đánh dấu này. Rồi các bạn chọn màu vào để đánh dấu này. Đó, ví dụ ở đây mình đánh dấu này, đó. Rồi các bạn cũng có thể là viết văn bản vào này. Đó, các bạn chọn đây rồi các bạn viết chữ vào. Rồi các bạn có thể là chỉnh sửa thêm nhé. Sau đó là các bạn sẽ bấm vào là lưu ảnh này. Đó, lưu xong rồi thì các bạn có thể là chia sẻ này. Đó, các bạn có thể là chia sẻ qua các mạng xã hội khác như là Facebook, Zalo hoặc là TikTok này, đó. Đó là cái cách mà chúng ta dùng phím cứng nhá. Còn cách thứ hai là chúng ta có thể là dùng cử chỉ. Đó là các bạn có thể là vuốt ba đầu ngón tay cái màn hình điện thoại của chúng ta nhé. Ví dụ ở đây mà mình muốn chụp cái ảnh màn hình ở trong cài đặt này đi, mình sẽ vuốt ba đầu ngón tay này. Đó, thì nó cũng sẽ có thể là chụp được lại cái màn hình này. Đó. Rồi các bạn có thể là chụp một phần của màn hình bằng cách là các bạn bấm giữ, các bạn để ba đầu ngón tay ở trên màn hình này. Sau đó là các bạn kéo xuống cái phần mà chúng ta muốn chụp này. Đó. Rồi các bạn cũng có thể là chỉnh sửa nhé, cắt xén rồi là chỉnh sửa thêm này. Rồi các bạn cũng có thể là xóa cái ảnh này đi này. Rồi là các bạn có thể là chụp ảnh theo cái kiểu là cuộn màn hình bằng cách là các bạn bấm giữ như này này. Sau đó là các bạn sẽ kéo hết xuống dưới như này. Đó, thì nó sẽ là chụp ảnh màn hình cuộn nhé. Ok. Các bạn có thể là xem lại cái ảnh chụp màn hình của chúng ta bằng cách là chúng ta vào ảnh này. Đó, các bạn chọn ok cho mình này. Đây là những cái ảnh màn hình mà vừa mình chụp này. Đó là cách chúng ta chụp ảnh màn hình nhé. Còn tiếp theo là cách làm sao để chúng ta có thể là quay video màn hình. Để quay được video màn hình đấy, thì ban đầu đấy thì các bạn sẽ cần phải đưa cái biểu tượng quay màn hình ra cái trung tâm điều khiển ở trên cái thanh thông báo này nhé. Mình sẽ vuốt cái thanh thông báo này. Các bạn vuốt xuống như này. Đó, thì đây chính là cái trung tâm điều khiển. Và các bạn để ý ở đây, trung tâm điều khiển của chúng ta thì chưa có quay màn hình nhé. Đó, thì các bạn sẽ cần phải đưa ra bằng cách là các bạn sẽ chọn cho mình vào cái ba chấm này. Sau đó là các bạn sẽ bấm cho mình là sửa ô này. Đó. Rồi các bạn sẽ tìm cho mình cái ứng dụng quay màn hình nhé. Ở phía dưới đây, các bạn kéo. Đây, nó có một cái ứng dụng là ghi màn hình đây. Các bạn sẽ bấm vào dấu cộng này. Đó, thì nó đã lên trên rồi. Các bạn sẽ bấm quay trở lại này. Đó, thì bây giờ cái ứng dụng quay màn hình nó đã hiện ở đây rồi nhé. Các bạn sẽ chọn vào cho mình. Rồi các bạn sẽ bấm là trong khi dùng ứng dụng. Đó, ở đây thì các bạn có thể là bấm vào cái nút đỏ này để chúng ta ghi luôn cái màn hình nhé. Còn các bạn có thể là vào để chúng ta cài đặt thêm nhé. Đây các bạn có thể là chọn, các bạn ghi lại âm thanh hệ thống hoặc là ghi lại âm thanh của micro đây nhé. Thì các bạn có thể là chọn vào đây để chúng ta chọn cài đặt này. Ví dụ như là nếu mà các bạn muốn ghi được cái âm thanh của micro, ghi được cái âm thanh mà của các bạn nói ra đấy, thì các bạn sẽ cần phải chọn vào là ghi lại âm thanh micro nhé. Đó, các bạn bấm là ok này. Các bạn chú ý cho mình nhé, các bạn chọn là ghi âm thanh hệ thống này thì kể cả là các bạn mà vào xem YouTube mà các bạn giảm hết âm lượng đi thì nó vẫn ghi lại được cái âm thanh khi mà chúng ta xem YouTube nhé. Thế nên là nếu mà các bạn không muốn ghi lại cái âm thanh của hệ thống, ghi lại cái âm thanh khi mà chúng ta vào YouTube chúng ta xem ấy, thì các bạn có thể là tắt đi.
Đó. Còn lại khi mà chúng ta ghi bằng âm thanh của micro này đấy thì nó sẽ ghi được cái âm thanh giọng nói của chúng ta vào, cộng với là khi mà chúng ta vào YouTube chúng ta xem đấy. Nếu mà các bạn vẫn muốn ghi lại được cái âm thanh khi mà chúng ta xem YouTube đấy thì các bạn có thể là tăng hoặc giảm âm lượng nhá, thì nó cũng sẽ ghi được cái âm thanh đó tăng hoặc giảm nhá. Các bạn mà muốn ghi cái âm thanh khi mà chúng ta xem YouTube nhỏ đi thì các bạn sẽ cần phải giảm âm lượng đi nhá. Còn lại mà khi mà các bạn chọn âm thanh hệ thống này thì kể cả là các bạn có giảm âm lượng đi thì nó vẫn ghi được cái âm thanh với cái âm lượng to khi mà chúng ta xem YouTube nhé. Đó. Nếu mà các bạn muốn cài đặt thêm để chúng ta quay cái màn hình này đấy thì các bạn có thể là vào trong cái mục đó là cài đặt nhé. Rồi các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa đó là quay màn hình nhé. Đó, ví dụ ở đây mình sẽ gõ vào đây là quay màn hình. Đó, đây, các bạn chỉ cần gõ cho mình từ quay là nó đã có cái mục là ghi màn hình nhé. Thì các bạn sẽ chọn vào cho mình. Đó, đó vào đây thì chúng ta sẽ cài đặt được tất cả những cái mục. Ví dụ là ghi âm thanh hệ thống hoặc là ghi âm thanh của micro này. Đó, cái này thì vừa nãy mình đã giải thích cho các bạn rồi nhé. Tiếp theo là cái độ LED này. Thì các bạn có thể là chọn vào đây. Nếu mà các bạn muốn cái độ LED đó là 1080p đấy thì các bạn có thể là chọn vào trên. Đó, rồi mình quay trở ra này. Rồi tốc độ khung hình này thì các bạn có thể là để mặc định nhé. Hoặc là các bạn có thể là chọn 30 khung hình trên giây này. Đó là cái khung hình cơ bản chúng ta quay video. Nếu mà các bạn muốn hiển thị khuôn mặt của chúng ta ở trên cái màn hình điện thoại này thì các bạn có thể là chọn vào là quay video bằng camera trước nhé. Đây các bạn tích vào đây. Sau đó là các bạn sẽ chọn là trong khi dùng ứng dụng này. Đó. Rồi nếu mà các bạn muốn hiển thị những cái điểm chạm ở trên màn hình đấy thì các bạn sẽ bật cho mình cái mục là hiển thị lượt chạm màn hình lên này. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử ghi một cái video quay màn hình này nhá. Đây mình sẽ bấm vào cái nút đỏ này để mình ghi này. Đó, đây các bạn để ý nhá, nó đã hiện lên cái camera trước nếu mà chúng ta muốn hiển thị cái khuôn mặt của chúng ta vào đây này. Đó, mình sẽ quay cái video này nhá. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là chụp ảnh màn hình và quay video màn hình trên con điện thoại Oppo A58 nhá. Đó, mình chỉ ghi một cái đoạn như vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ thử bấm vào những cái mục này để cho bạn coi. Đó, nó sẽ hiện lên những cái điểm chạm này. Đó, đây. Khi mà chúng ta bật cái mục đây này, hiển thị lượt chạm màn hình nhé. Thì ở trên màn hình nó sẽ hiển thị những cái đây, nó hiển thị cái vòng tròn trắng này. Đó. Khi mà chúng ta làm những cái video hướng dẫn ấy, thì các bạn nên bật cho mình cái hiển thị lượt chạm màn hình nhé, để người xem có thể là biết được là các bạn chọn vào cái mục nào nhé. Rồi mình quay trở ra này. Rồi mình sẽ dừng cái video này nhé. Đó, rồi các bạn sẽ bấm vào đây để chúng ta dừng này. Ồ, vẫn chưa dừng nhá. À đây, các bạn tích cho mình vào đây này thì nó mới dừng này. Mình bấm lại này. Các bạn tích vào cái dấu V này thì nó sẽ dừng nhá. Còn các bạn bấm vào đây là nó sẽ tạm dừng. Đó. Rồi mình sẽ bấm vào cái dấu V này để mình dừng hẳn này. Đó. Đây, nó đã quay xong này. Các bạn có thể là bấm vào để chúng ta xem, hoặc là các bạn có thể là vào trong ảnh này để chúng ta xem lại. Đó, đây cái video mà vừa mình quay đấy. Rồi mình sẽ cho bạn coi nhé. Mình bật âm thanh lên để cho bạn coi lại này. Camera trước, nếu mà chúng ta muốn là hiển thị cái khuôn mặt của chúng ta vào đây này. Đó, mình sẽ quay cái video này nhé. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là chụp ảnh màn hình và quay video màn hình trên con điện thoại Oppo A58 nhé. Đó, mình chỉ ghi một cái đoạn như vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ thử bấm vào những cái mục này để cho bạn coi. Đó, nó sẽ hiện lên những cái điểm chạm này. Đó, đây. Khi mà chúng ta bật cái mục đây này, hiển thị lượt chạm màn hình nhé, thì ở trên màn hình nó sẽ hiển thị những cái đây, nó hiển thị cái vòng tròn trắng này. Đó. Khi mà chúng ta làm những cái video hướng dẫn ấy, thì bạn nên bật cho mình cái hiển thị lượt chạm màn hình nhé, để người xem có thể là biết được các bạn chọn vào cái mục nào nhé. Đó. Và mình quay trở ra này. Rồi, mình sẽ dừng cái video này nhé. Đó. Rồi, các bạn sẽ bấm vào đây để chúng ta dừng này. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay một cái video màn hình nữa nhá, để cho các bạn so sánh là khi mà mình chọn cái âm thanh là micro và chọn cái âm thanh là ghi cái âm thanh hệ thống nhá, để cho bạn phân biệt nhá. Đây, mình lại ghi một cái video khác này. Đó, mình sẽ chọn và ghi màn hình này. Và bây giờ thì mình sẽ mở YouTube lên để cho bạn coi nhá. Ví dụ ở đây mình sẽ mở một cái bản nhạc, đó là Make and Use Move YouTube 9 Brewery. Audio 9 Brewery.
Rồi mình sẽ mở cái bản nhạc này cho bạn coi nhé. À, bây giờ mình sẽ chọn cái âm thanh. Hiện tại thì mình đang chọn cái âm thanh đang là chỉ ghi micro thôi nhé. Thì đây mình sẽ ghi âm thanh của cái đoạn này nhé cho bạn coi. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là chụp ảnh màn hình và quay video màn hình trên con điện thoại Oppo A58. Đó, ở đây là mình đang giảm hết âm lượng nhé. Và bây giờ thì mình sẽ tăng âm lượng lên này. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dừng video để mình coi nhé. Đây, mình sẽ xem lại cái video này. Đó, mình sẽ bật âm lượng lên cho bạn coi. Đấy, có thể là chụp ảnh màn hình và quay video màn hình trên con điện thoại Oppo A58. Đó. Đây các bạn để ý nhá. Khi mà chúng ta chọn cái nguồn âm thanh là micro đấy, thì khi mà các bạn vào trong YouTube, các bạn giảm âm lượng đi, thì cái video mà chúng ta quay màn hình lại đấy thì nó cũng sẽ giảm được âm lượng nhá. Đó. Và khi mà chúng ta tăng âm lượng lên thì nó cũng sẽ ghi được cái âm lượng mà chúng ta đã tăng lên nhá. Đây mình sẽ cho bạn xem tiếp. Ở đây là mình đang giảm hết âm lượng nhá. Và bây giờ thì mình sẽ tăng. Đó, khi mà mình giảm hết âm lượng thì mình chỉ có thể là ghi được cái âm thanh giọng nói của mình thôi nhá. Tăng âm lượng lên này. Đó, đó là mình bật cái nguồn âm thanh là micro nhá. Thì các bạn vẫn có thể là ghi được cái video mà có cái âm lượng nhỏ nhá. Còn đây, bây giờ mình sẽ ghi một cái video khác nhá. Đó, mình sẽ ghi để cho bạn coi. Và bây giờ thì mình sẽ chọn cái nguồn âm thanh, đó là cả âm thanh hệ thống lên nhá. Rồi, mình sẽ bấm OK này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ghi một cái đoạn video này nhá. Mình vào YouTube này. Rồi mình sẽ mở âm nhạc lên này. Đó. Đây mình xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Đây nhá, kể cả mà mình đó, kể cả mà mình giảm hết âm lượng xuống này. Đó. Đây nhá, kể cả mình tắt âm lượng đi luôn này, tẹo nữa mình sẽ dừng cái video này và mình sẽ vẫn nghe được cái âm thanh của hệ thống nhá. Các bạn bấm tăng hoặc giảm âm lượng này thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái âm thanh mà nó ghi vào trong cái video của mình nhá. Rồi mình sẽ dừng cái video này để mình coi, khi mà mình bật lên thì vẫn có âm thanh của hệ thống nhá. Đó, mình sẽ tích chọn vào để kết thúc ghi này. Đó. Ok, mình sẽ mở cái video này để cho bạn coi nhá. Rồi mình sẽ bật loa lên. À, mình bật âm thanh lên này. Rồi mình sẽ mở âm nhạc lên này. Đó, kể cả mình giảm hết âm lượng xuống này. Đó, đây nhá, kể cả mình tắt âm lượng đi luôn này. Thì các bạn để đó, các bạn để ý nhá, kể cả mình tắt hết âm lượng đi thì nó vẫn ghi được vào trong cái video mà mình quay màn hình. Khi mà đèo nữa mình sẽ dừng cái video này và mình sẽ vẫn nghe được cái âm thanh của hệ thống nhé. Đó, nó sẽ không ảnh hưởng, các bạn bấm tăng hoặc giảm âm lượng này thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái âm thanh mà nó ghi vào trong cái video của mình nhé. Ok, như vậy là các bạn có thể là phân biệt được khi mà chúng ta quay màn hình, chúng ta chọn các bạn chọn cái âm thanh đó là ghi âm thanh hệ thống hoặc là ghi âm thanh từ micro rồi nhá. Nếu mà các bạn muốn tắt âm thanh khi mà chúng ta xem YouTube đi đấy, thì các bạn có thể là bỏ cái tùy chọn đó là ghi âm thanh hệ thống này, và lúc đó thì các bạn sẽ cần phải cho giảm âm lượng xuống nhá. Đó thì nó sẽ tắt hoàn toàn. Nếu mà các bạn muốn tắt hoàn toàn cái âm thanh mà từ điện thoại phát ra đấy, thì các bạn có thể là giảm hết xuống như này. Còn nếu mà các bạn mà muốn ghi nó cái âm lượng nó nhỏ đấy, thì các bạn có thể là tăng lên một chút như này. Đó. Thì các bạn sẽ ghi được cái video mà có cái âm thanh của điện thoại theo cái mức âm thanh mà các bạn mong muốn nhá. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là chụp ảnh màn hình và quay video màn hình ở trên con điện thoại Oppo A58 thành công rồi nhá. Mình sẽ dừng video này tại đây.
Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.